Phương An xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, kỳ thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 35 năm 2024 được tổ chức tại nước Cộng hòa Kazakhstan. Đây là kỳ thi quy tụ 320 thí sinh đến từ 81 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích xuất sắc khi cả 4 học sinh tham gia đều đoạt huy chương, trong đó có cả huy chương bạc của em Hồ Đức Trung đến từ lớp 12 chuyên sinh trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ niềm vui này cũng như là nhìn lại hành trình đến với thành tích đáng tự hào của em. Xin được giới thiệu với khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là em Hồ Đức Trung vừa trở về từ Kazakhstan. Đầu tiên thì chị thay mặt những người làm chương trình xin chúc mừng Trung với kết quả thi tuyệt vời vừa rồi. Em xin cảm ơn chị Quỳnh Anh và chào các quý vị khán giả. Phải nói rằng huy chương bạc tại một cuộc thi tầm cỡ quốc tế quả thực rất là tự hào đúng không? Và ngay lúc này đây thì Trung có thể chia sẻ về cảm xúc và niềm vui của mình đến với quý khán giả đang theo dõi chương trình được không? Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đạt được kết quả này. Đây là kết quả mà em đã đạt được sau khi 3 năm học tập cũng nhờ rất là nhiều sự trợ giúp của thầy cô và gia đình. Trung bắt đầu với niềm đam mê môn sinh học từ khi nào và hành trình để theo đuổi môn học này thì có điều gì đặc biệt? Em bắt đầu theo đuổi các môn học từ hồi cấp 2 ở Nguyễn Tri Phương. Em ban đầu có nhiều sở thích về các môn học như là tin hóa và sinh. Nhưng mà có thể là do ảnh hưởng của ba em là một phó giáo sư hoặc là của anh em. Nhưng mà cũng có một phần là có duyên thì em mới vào được môn sinh học. Và sau đó em thi vào chuyên sinh ở trường Quốc học Huế. Và nhờ sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh có môn tin là hồi lớp 7 là em được hướng dẫn bởi thầy Thuần ở trường Quốc học Huế. Học trước về một số phần của tin thi đề thi quốc gia, em có ấn tượng rất là tốt về môn tin nhờ thầy. Còn môn hóa thì em được hướng dẫn bởi cô Phượng, cũng là ở trường Quốc học Huế. Và em cũng ở nhà thì em có hay mua hóa chất về để làm thí nghiệm. Cùng với anh em thì đã mua hóa chất về để tạo một dạng thuốc súng để phát hiện luồng gió áp dụng trong chăn nuôi. Còn ở lớp thì mấy thầy cô cũng hay cho thực hành môn sinh học. Em ấn tượng nhất là khi em được mổ các động vật giống như là mổ cá hay là mổ chim, mổ ếch. Để được tham dự vào kỳ thi Olympic quốc tế lần này tại Kazakhstan thì quả thực không phải là dễ dàng đúng không? Em đã phải nỗ lực và cố gắng như thế nào? Em phải trải qua rất là nhiều kỳ thi để được chọn vào top 4 học sinh sinh học ở Việt Nam. Ngay sau khi có kết quả là em đã đạt được vào đội tuyển quốc tế thì em đã liên hệ các thầy cô, các giáo sư, phó giáo sư ở Huế để cho em thực tập ở các đại học và các viện. Rồi sau đó em được triệu tập ra Hà Nội để thực tập trong vòng 2 tuần. Qua cái buổi tập huấn, các buổi tập huấn từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì em mới trang bị đủ kiến thức và kỹ năng thực hành để chuẩn bị thi. 2 tuần ở Hà Nội thì bọn em đã thực hành đầy đủ các kỹ năng thực hành như hóa sinh, sinh học phân tử, sinh lý động vật và tin sinh. Cũng bao gồm đó là sẽ có mấy thầy cô dạy lý thuyết. Các kiến thức quốc tế thì không hẳn là khác với các kiến thức quốc gia và kiến thức phổ thông, nhưng mà hẳn rất là nâng cao hơn và đòi hỏi cái kỹ năng tư duy hơn. Bài thi quốc tế thì chắc chắn rất là khó rồi, nhưng phần thi nào là phần khó nhất đối với Trung và Trung đã vượt qua ra sao? Đối với em thì phần nào cũng khó và đều cuốn hút như nhau. Em cảm thấy là đề thi này cần đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng vận dụng. Em thấy người làm đã để tâm rất là nhiều để tạo được một đề thi rất là cuốn hút. Ở phần thi thực hành Kazakhstan này có một điều khá là bất ngờ là khi bọn em vào phòng thi động vật thì bọn em được cho vào một cái bàn với một cái tương chắn là mỗi người một cái khối riêng. Thì bọn em ngồi xuống và trên bàn thì có một con mắt nhìn lại mình trong một cái bàn, trong cái bàn thí nghiệm. Và nhiệm vụ của đề thi ngày hôm đó là mổ một con mắt cừu. Thì em cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ mổ mắt. Phần lý thuyết thì năm nay hơi đặc biệt là cái dạng mình đưa đáp án vào là không phải là khoanh hay là tích giống như mấy năm trước, nhưng mà lại là bôi đen giống như thi đại học. Và anh trai mà Trung có nhắc đến đó chính là em Hồ Việt Đức, cũng là cựu học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, cũng đã đoạt được huy chương vàng tại kỳ thi này cách đây 4 năm trước. Thành tích của anh trai có phải là động lực để em gặt hái thành công việc tiếp truyền thống của gia đình và của trường Trung Quốc học Huế hay không? Dạ, anh em đang học ở trường Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông về ngành kỹ sư sinh học và hiện tại đang có một học kỳ học hè ở Pháp. Thì thành tích của anh em thì đương nhiên là một cái động lực lớn cho em, nhưng mà em nghĩ trên hết là cái tương tác của anh em đối với em.
bọn em hay nói chuyện với nhau hàng tiếng về các chủ đề khác nhau. Và cũng nhờ sự ảnh hưởng của anh em và sự trợ giúp trực tiếp trong quá trình học thì em mới được đạt được kết quả. Vậy thì trước khi đến với cuộc thi năm nay thì anh có trao truyền những cái kinh nghiệm trước đó mà anh đã đi thi cho em không? Dạ, anh đã khuyên bảo em rất là nhiều về các kinh nghiệm và các tip để thi thành công. Trung có ấn tượng gì về đất nước Kazakhstan và về kỳ thi đặc biệt này không? Và trong cái cuộc thi thì Đức Trung có kỷ niệm nào đáng nhớ với các bạn của mình không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là khi bọn em được đi chơi ở thủ đô Astana của Kazakhstan. Em đã biết được rất là nhiều về con người Kazakhstan, đất nước Kazakhstan và ẩm thực của đất nước đó. Và ngoài ra em cũng đã giao lưu được rất nhiều với các bạn bè quốc tế. Họ nói tiếng Kazakhstan là tiếng gần với tiếng Nga hơn. Nên là trong đoàn Việt Nam không ai hiểu người dân bản địa đang nói gì. Bởi vì ban tổ chức của họ, họ đều tuyển những người đều về tiếng Anh nên là không phải là một rào cản quá lớn. Nhờ đồ ăn Kazakhstan rất là ngon và họ nấu rất là dễ ăn cho người các bạn bè quốc tế. Theo em thì khi tham gia một cuộc thi mà mang tầm quốc tế như vậy thì ngoài những kiến thức về môn sinh học thì các thí sinh cần phải trang bị cho mình gì nữa không? Em nghĩ trên hết là phải có một sức khỏe tốt và một tâm lý vững vàng. Nhưng mà ngoài ra thì mình phải có cái kỹ năng thực hành tiếng Anh và ngoại ngữ nói chung là rất là quan trọng cho cuộc thi này. Sẽ đem lại cho mình một lợi thế khá là lớn. Sau kỳ nghỉ hè này thì sẽ là một môi trường học tập mới ở bậc đại học. Thì Đức Trung đã có lựa chọn và định hướng như thế nào cho hành trình học tập tiếp theo của mình? Em dự định là sẽ vào trường Đại học Y Huế và tiếp tục để học đại học thì em sẽ cố gắng học và gặt hái thêm thành công cho Huế. Một lần nữa thì xin chúc mừng Đức Trung. Cảm ơn em với những cái chia sẻ mà em đã mang đến câu chuyện văn hóa ngày hôm nay và chúc em tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong học tập cũng như là trong cuộc sống.